Tiếp chấp 140 của bộ truyện tích chữ 10 vạn vật tư trước ngày tận thế. Chúc các bạn xem chuyện vui vẻ. Bạch Hạo nhảy lên đớp ngưng xương và hải cơ. Ngay lúc ngàn can treo sợi tóc trần lạc lúc này nhanh nhẹn dịch chuyển đến nắm lấy tay hải cơ và ngưng xương thi triển ra hư không. Hành tẩu. Bạch Hạo vừa phập xuống một phát thì trần lạc đã đưa hải cơ và ngưng xương biến mất. Hắn ta khó hiểu ngó qua ngó lại. Ủa ủa. Con mồi của tao đâu rồi? Sao đột nhiên không thấy đâu nữa vậy? Bên này Trần Lạc cũng dịch chuyển đến một nơi nào đó. Hải Cơ bế Trần Lạc nói, không ngờ lực phòng ngự của hắn lại cao như vậy. Nếu tôi muốn đi, không ai có thể ngăn cản tôi. Lần trước Ngụy Thần vẫn chưa lợi hại như vậy, xem ra thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Quả thực cũng không thiếu chút thời gian này. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta là giết chết hắn, nghĩ cách khác là được rồi. Không lâu sau, ba người cũng đến điểm hẹn trước đó với Mễ Lạp mễ lạp từ xa thấy trần lạc liền giơ tay hô lớn anh trần lạc chuyện thế nào rồi trần lạc bước lên nói hơi khó giải quyết chưa giết chết quay về nghĩ cách khác có điều bộ giáp này cũng rất kỳ lạ tại sao trên người bạch hạo lại có tác dụng mà trên người anh lại không mễ lạp liền chỉ tay về viên đá màu đỏ tò mò nói hồng bảo thạch ở giữa này có tác dụng gì vậy liêu có phải cần cách gì để kích hoạt bộ giáp không có lý để anh rót dị năng vào thử xem Trần Lạc liền rót dị năng vào viên hồng bảo thạch. Viên hồng bảo thạch liền hấp thụ dị năng của Trần Lạc. Trần Lạc vui mừng hốt lên, thật sự có phản ứng. Sau đó vổ mạnh vào ngực nói, chị, chị thử đánh em một chút xem sao. Được. Hải cơ đấm vào một phát, bộ giáp liền kích hoạt một lớp phòng ngự ngăn chặn đòn tấn công lại. Trần Lạc kinh ngạc, thành công rồi. Hà, thật thần kỳ. Ngay lúc này triệu tử ý đột nhiên truyền âm tâm linh đến, Trần, Tút tút, anh Trần. Tút tút. A a a, khoảng cách quá xa tín hiệu kém quá. Anh Trần, anh có nhận được tút tút tút, nhận được tin tức của tôi không? Trần Lạc Thầm nghĩ, đây là truyền tin tâm linh ở khoảng cách xa của Triệu Tử Ý sao? Có thể nghe thấy? Sao vậy? Đại tráng gặp rắc rối rồi, xin anh cứu trợ. Trước đó không thể nào liên lạc được với anh. Có một tăng thi muốn tranh giành vị trí đại lão với đại tráng. Bây giờ nó đang ở dưới tháp đại thiết. Được, tôi biết rồi. Tháp đại thiết cũng không xa, mình dùng hư không hành tẩu là có thể đến ngay. Một hồi sau, Trần Lạc cũng đến tháp đại thiết. Tìm thấy rồi. Nhìn từ bên ngoài, đối đầu với đại tráng là một tang thi hệ băng. Bên dưới tháp đại thiết, con tang thi hệ băng chỉ tay về đại tráng nói, thực lực mày không ổn, nhưng vị trí đi, sau này đều nghe theo tao. Đang lúc lo lắng thì triệu tử ý truyền âm đến, đại tráng, đại ca mày nói anh ta đến rồi, bảo bây giờ mày hãy phối hợp diễn xuất. Nói mày đếm đến ba tang thi này sẽ chết, giả vờ như mày giết chết. Triệu tử ý, cô chuyển lời đến đại tráng, bảo nó cứ làm theo lời tôi nói là được, tôi tự có tính toán. Được thôi, tôi hiểu. Đại tráng nghe được Trần Lạc đến rồi liền mạnh dạng nói, nếu mày đã nóng lòng muốn nộp mạng, vậy thì tao cũng không khách khí nữa đối phó với loại như mày, tao đếm đến ba là mày sẽ chết. Mấy con tăng thi phía sau nghe thấy lời của đại tráng liền bàn tán xôn xao, có phải đại ca nói quá rồi không? Đẳng cấp của đối phương còn cao hơn anh đại tráng không ít. Ba phút có thể giải quyết đã là giỏi lắm rồi, ba giây ư. Con tăng thi liền trưng bản mặt lờ ra cười, nào, này đếm đi, để tao xem tao có chết hay không. Đại tráng liền đếm, ba, hai, Lúc này đại tráng cũng toát cả mồ hôi trong lòng thầm nói, đại ca, cứ giao cho tôi là được. Một, con tang thi băng vẫn ngây ngang không sợ hãi. Đại tráng vung tay ra hô lớn, đi chết đi. Bên trên trần lạc cũng thi triển không gian chia cắt. Hết chấp 140, hẹn mọi người vào video lần sau. Cảm ơn mọi người đã xem chuyện ủng hộ.